Từ cuối tuần trước, các nguồn tin uy tín khẳng định Manchester United đã chọn giám đốc thể thao của Lokomotiv Moscow Ravranik làm huấn luyện viên tạm quyền đến hết mùa. Để mời vị chiến lược gia 63 tuổi về Old Trafford, United chấp nhận ký hợp đồng đặc biệt với ông. Cụ thể, sau khi đáo hạn 6 tháng làm huấn luyện viên tạm quyền, Ravranik sẽ có thêm 2 năm làm cố vấn bóng đá. Đến hôm nay, Manchester United đã chính thức xác nhận thương vụ trên. Đúng như những gì mà truyền thông Anh đồn đoán, United không chỉ bổ nhiệm Ravranik làm huấn luyện viên tạm quyền mà còn giữ ông lại sau mùa giải. Giám đốc bóng đá John Murtough chia sẻ, Ravranik là một trong những huấn luyện viên được tôn trọng nhất bóng đá châu Âu. Ông ấy từng là ứng cử viên số 1 cho vị trí huấn luyện viên tạm quyền của chúng tôi với khả năng lãnh đạo và các kỹ năng vô giá tích lũy sau 40 năm làm việc. Ở trận đấu cuối cùng của mình trên cương vị huấn luyện viên Man United, Michael Carrick đã để Ronaldo dự bị. Huấn luyện viên trẻ tuổi người Anh chỉ tung Ronaldo vào sân phút 64. Không hài lòng vì phải ngồi dự bị, Ronaldo đã đi thẳng vào đường hầm sau trận đấu. Về phía Michael Carrick, sau trận hòa tại phía tây London, cựu tiền vệ người Anh cho biết vì sao anh không để CR7 đá chính. Tôi muốn làm mới chiến thuật của mình với một số sự điều chỉnh nhân sự. Martial, Van der Beek và Ronaldo là những cái tên đáng chú ý không đá chính. Trước trận, tôi cũng đã trao đổi rất cụ thể về Ronaldo. Cậu ấy vui vẻ chấp nhận điều đó. Đây đơn thuần chỉ là quyết định mang tính chiến thuật. Tôi nghĩ đây là một quyết định đúng đắn. Sau trận đấu với Saint-Étienne, Sergio Ramos đã hết lời ca ngợi Messi trong trận đấu đầu tiên cả hai xa cánh bên nhau. Cậu ấy đang có phong độ tốt và tôi nghĩ cậu ấy là cầu thủ thực sự tạo ra khác biệt. Messi là cầu thủ độc nhất vô nhị và thật vinh dự khi có cậu ấy trong đội. Tôi nghĩ các cầu thủ sẽ cống hiến chất lượng của mình để PSG trở nên vĩ đại hơn và đạt được những mục tiêu mà ban lãnh đạo đã đề ra. Khi được phóng viên hỏi về việc liệu Messi có giành quả bóng vàng năm nay hay không, Ramos trả lời: "Vâng có chứ, tất nhiên tôi ủng hộ những người đồng đội của mình. Tôi cầu chúc những điều may mắn trên thế giới sẽ đến với Messi." Hợp đồng của Ousmane Dembele với Barcelona sẽ hết hạn vào ngày 30 tháng 6 năm 2021. Ưu tiên hàng đầu của Barcelona là giữ chân tiền đạo người Pháp. Nhiều câu lạc bộ đã gửi lời mời đến Dembele. Theo Sport, Dembele đang nhận được đề nghị với mức lương cực kỳ hấp dẫn, kèm mức phí lót tay 20 triệu euro. Vì lý do tài chính nên Dembele đã từ chối gia hạn hợp đồng với Barcelona. Do đó, Barcelona đứng trước nguy cơ mất trắng của thủ người Pháp vào mùa hè. Theo truyền thông, Newcastle là một trong những đội bóng đã liên hệ chi mộ Dembele. Câu lạc bộ nước Anh sẵn sàng trả của thủ người Pháp mức lương 15 triệu euro một năm sau thuế, kèm mức phí lót tay 20 triệu euro. Ngoài Newcastle, Man United và Juventus cũng được cho là đang quan tâm đến tiền đạo của Barcelona. Roma đã không được hưởng niềm vui trọn vẹn sau chiến thắng trước Torino. Ở trận đấu này, Lorenzo Pellegrini đã gặp chấn thương nặng và buộc phải rời sân ở phút 15. Sau trận đấu, Mourinho cho biết cầu thủ người Ý sẽ phải nghỉ thi đấu trong vài tuần. Bên cạnh đó, Mourinho cũng đánh giá cao chiến thắng trước Torino dù tỷ số chỉ là thấu thiểu. Thật không may, Pellegrini sẽ phải nghỉ thi đấu vài tuần. Cậu ấy là cầu thủ quan trọng trong đội, nhưng chúng tôi vẫn có những tài năng trẻ sang giá, ví dụ như Nicolò Zaniolo. Dưới thời Jose Mourinho, Lorenzo Pellegrini nổi lên như một tiền vệ không thể nào thay thế tại Roma. Tiền vệ người Ý đã góp công tới 5 bàn thắng tại Serie A mùa này.